Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con cục fun anh nhá. Đấy thì hôm nay mình lại tiếp tục vác vốn 110k vào chơi cũng như là kiếm tiền trên con cục fun này cho tất cả anh em cùng xem nhá. Ok, đấy thì trước khi vào chủ đề chính thì mình vẫn lật poker trên dưới kiếm vài đít đã anh em. Đấy 100k thì nó hơi ít. Đấy, chơi nó lâu. Đấy thì mình vào poker trên dưới thì chỉ mất 1 phút hoặc mấy chục giây thôi là mình đã kiếm được vài lít đến một cụ rồi anh em nhá. Đấy cho nên mình chơi luôn luôn lên rất là dễ luôn anh em ạ. Đấy mình chơi luôn luôn rất dễ luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lật tiếp này. Đấy mấy chục ca mình đối mình lật lên vài lít nó quá đơn giản luôn. Rồi tiếp tục này 300 mấy này. Để xem lên bao nhiêu nào. Đấy lên tầm 5-7 lít một cụ gì cũng được anh em. Mình sẽ qua bắt. Hôm nay mình sẽ chơi quay thú anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chơi quay thú trên cái con cục phân này cho anh em cùng xem giải trí nhá. Đấy anh em đang xem thì ok lên 1.017k. Đây giờ mình sẽ qua quay thú luôn anh em. Đấy không luyền thuyền nữa anh em ạ. Đấy qua quay thú cho anh em xem luôn. Rồi vừa rồi ra hai con thú rồi phát này ra con thú tiếp này. Đấy tiếp tục ra khỉ anh em nhá. Rồi anh em đang xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá. Cảm ơn cả anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ra tay cho anh em xem. Đấy phát này thì dễ ra gấu tiếp anh em ạ. Dễ ra gấu trúc tiếp lắm anh em. Nhưng mình vẫn phải bắt ba con anh em ạ. Đấy vì cái cầu của mình phải bắt ba con này. Rồi để anh em cùng chờ đón xem hôm nay vốn 1 lít của mình thì mình sẽ bắt quay thú này lên là bao nhiêu nhá. Rồi mời anh em đón xem hết cuối clip cùng mình nhá. Đấy ok mình biết ngay nó ra gấu trúc tiếp anh em ạ. Đấy vì nó đang đi cầu 1-1 mà anh em thấy chưa. Ok nhé, phát đầu tiên đã lên được 2,5 triệu rồi. Đấy còn anh em nào mà chưa trải nghiệm với con ai à con cục fun này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận nhá. Dưới phần bình luận có ba con Ewin, Awin với lại con cục fun này. Đấy, anh em nào mà tải con gì cũng được nhá. Đấy tải con nào mình cũng tặng cho anh em mỗi người một slot nạp với lại một cái code nhá. Và đặc biệt hơn nữa là anh em nó đang xa bờ xa đảo hoặc là cần về bờ. Đấy cứ alo ngay qua Zalo cho mình trong mô tả để được về bờ miễn phí nhá. Ok ăn tiếp tục 8 lít con chim công nhá anh em. Đấy cứ bắt bên nào là ăn bên đó anh em ạ. Đẳng cấp nó phải thế anh em. Rồi ra 1-1 xong cái là nó bẻ ngay luôn anh em. 1-1 hai tay phát nó bẻ luôn. Bây giờ vừa đánh được hai tay là nó đã lên vừa chơi được hai tay đã lên 6,2 triệu rồi anh em ạ. Đấy đấy cầm một cụ vào cầm 1 lít vào chứ, cầm 1 lít vào poker trên dưới lên một cụ đấy vào đây hai tay lên 6 cụ mấy luôn anh em thấy đẳng cấp chưa. Đấy lại phải ăn anh em ạ. Lại phải ăn tiếp tục lại phải ăn mẹ chán đấy nhỉ. Mẹ biết phát tắt tay phát nữa anh em nhỉ. Đấy biết thế đã giàu anh em ạ, biết thế đã giàu. Ok lên 7,8 triệu rồi anh em ạ. Đẳng cấp nó phải như thế này anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra vào lại một phát anh em nhá. Để xem nó có đổi vận không anh em. Ok vẫn cầu lúc nãy anh em nhá. Đấy có khi thoát ra thì nó sẽ đổi cầu. Nhưng mà có khi nó vẫn nằm cầu cũ anh em ạ. Vẫn nằm cầu cũ nhá. Nằm cầu cũ thì hai chim mà thì bây giờ mình sẽ bẻ thú thôi anh em. Mình sẽ bẻ thú thôi. Đấy anh em một là anh em chơi ba con như thế này. Đấy ăn tiếp này. Hai nữa là anh em chơi bốn con trên. Đấy chim én bồ câu trắng với lại khỉ và con thỏ nhá. Anh em cứ chơi bốn con đều cho mình. Đấy đều tay mỗi con 20 thì 20. Còn 10k thì con nào cũng 10k. Chơi 4 con chắc chắn có lái 100%. Đó. Đấy anh em tỷ lệ về trên là nó sẽ nhiều hơn là về dưới rất là nhiều anh em nhá. Đấy tầm 70-30 đấy anh em. Đấy trên tầm 70 dưới tầm 30 thôi. Dưới ít về lắm anh em. Rồi bây giờ này. Bây giờ này. Ôi toàn anh em ạ. Toàn rồi. Không sao anh em, 1,5 triệu thì có đáng là bao anh em. Đấy ăn nãy giờ rồi, mất tay 1,5 triệu chả sao cả anh em ạ. Đấy phải mất tay chứ ăn nhiều cũng chán anh em. Đúng không? Ăn nhiều nó soi bỏ mẹ ra. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một tay 1,5 triệu nhá. Đấy phát này thì về thú chắc chắn luôn tầm 90% anh em ạ. Chứ mình không dám chắc 100%. 100% thì mình tắt tay mẹ rồi. Đúng không anh em? Rồi anh em nào mà đang xa bờ xa đảo thì cứ inbox ngay qua Zalo cho mình. Mình sẽ giúp đỡ anh em về bờ nhá. Đấy mỗi ngày thì mình sẽ dành ra 1-2 giờ. Để con mẹ nó kìa, mất 4,5 triệu luôn anh em thấy không. Mẹ pha tự tin của mình đi vào lòng người anh em ạ. Mất 4,5 triệu đi à. Mẹ mất 4,5 triệu không ngờ nó về đài bàng anh em ạ. Đấy tắt tay luôn anh em nhá. Tắt tay phát này không ăn cho anh em cắt chim mình luôn.
Phát này không về thú cho anh em cắt chim mình luôn, thật sự luôn. Đấy, lấy cái uy tín ra để đảm bảo anh em phát này 100% là về thú. Đấy, một trong ba con mình đang chơi này anh em nhá. Đấy, mình nghi là X8 anh em ạ, chứ không có X6 đâu. Đấy, biết ngay X8 anh em ạ, biết ngay mà, 2 triệu nhá. 2 triệu nhân 8 bằng 16 triệu. Ok chưa anh em? Ok chưa? Ôi, chưa đủ 16 triệu anh em. Đấy, vốn 100k lên 15 triệu 500. Đấy, quá đỉnh luôn anh em. Đấy, mỗi ngày mình sẽ dành ra 1-2 tiếng để đưa tầm 5 đến 7 người về bờ nhá. Anh em nào mà đang cần thì cứ inbox ngay qua cho mình giúp đỡ anh em free thôi, chứ mình không lấy một cái xu nào của anh em cả. Mình chỉ giúp anh em, có người khó khăn mình còn nạp vào kéo cho anh em về bờ luôn đấy. Đấy, thật sự mà nói luôn. Để mé lại toang anh em mà cay thế nhở. Lại toang tiếp 1 triệu 8 này. Ôi không sao, thảo tép câu con tôm anh em, cứ từ từ bình tĩnh, đừng có run anh em ạ. Anh em chơi đừng có run, đừng có tâm lý quá anh em. Càng tâm lý thì càng mất thôi, thật sự luôn. Anh em chơi cái gì cũng vậy anh em ạ, làm cái gì cũng vậy thôi. Kể cả làm cái gì hay chơi cái gì cũng vậy, anh em chỉ cần tâm lý phát là anh em là người thất bại, là người thua rồi anh em ạ. Thật sự luôn. Anh em cứ bình tĩnh anh em. Đấy, chuyện đâu còn khó đó anh em ạ, cứ từ từ thôi. Bình tĩnh rồi mình lấy lại. Kể cả anh em nạp vào 10 triệu, anh em chơi bay còn 500k. Anh em phải nhớ. Để mẹ mất 3 triệu tiếp kìa, cay chưa? Nếu mà anh em nạp vào 10 triệu anh em mất còn đúng 500k. Nếu mà anh em nào mà không tâm lý anh em chỉ có chết luôn, mất sạch luôn. Đấy, còn anh em nào tâm lý anh em sẽ chơi từ từ, anh em có thể lấy lại được 10 triệu, thậm chí là còn lên 2 30 triệu đơn giản luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chơi to một tay này. Chơi to một tay, nãy giờ nó ăn mình quá rồi anh em ạ. Nãy giờ nó ăn mình quá rồi, đánh một tay 2 triệu luôn nhá. Mẹ nãy lên 16 triệu mà biết nghỉ mẹ cho nó khỏe anh em ạ. Bây giờ còn có mấy triệu, 10 triệu nữa này. Ui, mẹ nó tưởng không ăn nữa thì thôi đấy anh em ạ. Lên bao nhiêu? Lên bao nhiêu? Đây cuối cùng cũng lên 16 triệu anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn lại anh em vào những video tiếp theo nhá. Chúc tất cả anh em may mắn nhá.